cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Thế Giới Đầu Da. Thì ngày hôm nay là Khương Phạm sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị một cái sản phẩm là ví mini, nhưng mà đựng rất là nhiều giấy tờ và tiền. Thì trước hết thì Khương sẽ khui hộp ra để cho cô chú anh chị thấy nha. Đây là một chiếc ví mini rất là nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn, cầm vừa lòng bàn tay. Đây, và Khương sẽ mở ra và để cho biết công dụng. Đây, Khương sẽ mở ra. Thì tổng cộng hai bên này là được 6 ngăn. 6 ngăn nha cô chú anh chị. Và ở ngăn đây, một ngăn nữa là 7 ngăn. Đây một ngăn nữa là 8 ngăn. 8 ngăn đựng thẻ và giấy tờ. Và bên cạnh đó là một ngăn đựng tiền. Và có một ngăn để dây kéo để mình đựng đồ kính, không sợ bị lọt nha. Đây. Thì cái ví này khi mà cô chú muốn mua hàng á, thì cô chú anh chị cứ liên hệ Zalo. À, cái số điện thoại Khương có để trên màn hình thì cứ gọi cho Khương. Thì ví ở bên đây là có giá từ tầm khoảng 150.000 đến 500.000. Thì cô chú anh chị muốn mua rẻ tiền thì mình sẽ xài cái loại rẻ tiền. Nhưng mà bên đây là da hoàn toàn, da thật hoàn toàn, không có cái nào gọi là giả da hết nha cô chú anh chị nha. Thì bây giờ Khương sẽ đưa ra một cái công dụng để mình đựng được như thế nào. Thì tổng cộng của mình là 6 cái thẻ. Thì bây giờ Khương sẽ đựng từng thẻ một cho cô chú anh chị biết nha. Rồi, đây là một ngăn. Đây là một ngăn. Trời ơi, bỏ ngược luôn. Bỏ tay chưa. Rồi, đây là một ngăn ha. Đây là hai ngăn. Đây là ngăn thứ hai. Rồi, đây là ngăn thứ ba đựng thẻ. Đây là đựng thẻ là ngăn thứ ba. Rồi, bên đây tiếp tục một ngăn. Rồi, đây ngăn thứ hai. Rất là gọn, rất là mình để thẻ vô nó rất là cân bằng, cân xứng với nhau. Nó không có mà bị lỏng hay là bị chặt, chặt quá không có nha, nó vừa thôi. Đây là ngăn thứ ba, là kiểu như mình đang đựng được 6 thẻ. Và nếu mình có những cái giấy tờ, giấy chứng minh lớn của mình thì mình có thể nhét vô đây. Đây, ở bên đây có một ngăn nè, cô chú anh chị thấy không? Rồi, và bên cạnh đó tôi sẽ mở vô thêm một ngăn cho cô chú anh chị thấy nha. Và bên đây mình sẽ bỏ được một ngăn bên đây nữa. Đây mình bỏ tuốt trong luôn vẫn được nha. Đây. Đó cô chú anh chị thấy nó rất là tiện lợi đúng không? Rồi. Bên cạnh đó thì mình sẽ đựng được tiền. Thì bây giờ mình đếm trước coi được bao nhiêu tờ tiền, mình đựng được bao nhiêu tờ tiền trước nha. Rồi mình sẽ bỏ xuống đây. Và mình sẽ gom tiền, mình đếm những cái tờ tiền xem mình đựng được bao nhiêu. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tờ tiền. Thì mình xem cái sức chứa 27 tờ tiền như thế nào nha. Thì mình sẽ bỏ tiền vô. Bỏ tiền vô. Thì 27 tờ thì mình cứ bỏ vô. Thì cái tờ tiền á, cái ví này Khương thiết kế á, khi mình bỏ tiền vô á là nó không bị lòi lên. Tuy rằng nó nhỏ nhưng mà khi mình kẹp lại như thế này là không bị lòi tiền lên. Và đựng 27 tờ tiền rồi của chú anh chị rất là bằng phẳng, rất là ok. Đây, bỏ xuống vẫn không bung lên, vẫn không bung lên của chú anh chị ha. Cái này là vẫn không bung lên. Và Khương sẽ test một cái mẫu hàng chợ, cái mẫu hàng chợ luôn để cho cô chú anh chị coi. Đây là những cái ví này rất là đẹp đúng không, nhưng mà chóc nha, cái này nó dễ chóc đó nha. Nhưng mà Khương để test thôi. Hàng chợ thì Khương chấp luôn, không cần đựng thẻ, Khương đựng tiền thôi. Khi mình đựng tiền thì rất là khó vô nha. Rất là khó. Đây. Này, bỏ xuống. Nó bùng lên. Đó cô chú anh chị thấy không? Mình thấy là cái ví này nó lớn hơn rất là nhiều. Nó lớn hơn cái ví bên đây là một khúc luôn. Đây nó lớn hơn. Cái bề ngang nó vẫn lớn hơn luôn. Đó, nhưng mà bỏ xuống nè, nó dảnh lên. Rồi, Khương sẽ bỏ ngược lại cái ví của Khương. Thì bên đây nó không có bị dảnh lên. Nè, bỏ vô nhăn tiền. Đó, còn cái bên Khương thì mình bỏ vô nó không có nhăn nha. Rồi, để Khương bỏ vô cho coi nha. Test lại thử một lần. Đây. Không bị lòi tiền lên. Không bị lòi tiền. Và bên cạnh đó khi mình ship lại á, rất là bằng phẳng, rất là đẹp, gọn bàn tay. Vừa gọn bàn tay của mình, nó không có dư, không có cộm, không có bự, mình nhét vào túi nó rất là dễ.
Ghét vào túi là rất là dễ nha, còn cái ví này thì nó bự nhưng mình nhét vào túi nó không ok. Nhưng mà cô chú anh chị muốn mình muốn mua cái dòng rẻ tiền thì cũng có, nói chung là đầy đủ. Đó, cô chú anh chị thấy bỏ xuống nè, không có bị nhấc lên nè, không bỏ xuống nè, cô chú anh chị thấy nè nè, không có bị bung lên nha. Đó, tại vì khi mà cái ví của mình đựng mà nó bung lên á là mình đựng không được nhiều tiền. Rồi cái khoảng cách này thì cái ngăn chứa tiền nhiều hay không là cái khoảng cách này nó rộng. Còn cô chú anh chị nào muốn làm cái khoảng cách này nó nhỏ lại thì Khương sẽ làm nhỏ lại nha, đôi khi nó bằng phẳng với luôn vẫn được nha. Đó, nhưng mà làm kiểu này thì nó sẽ đựng tiền được nhiều hơn. Cô chú anh chị thấy nè, giấy tờ mình rút ra cũng rất là dễ. Đây. Đây. Đó. Đây, mình nhét vô nó rất là dễ. Đây. Và khi mình cầm bỏ như thế này nó vẫn không rớt nha. Không rớt. Cái ví mình thì chắc chắn mình không có làm kiểu này rồi, ai đâu mà đi ngoài đường vũ vũ gì cho nó rớt, phải không? Nhưng mà thật sự như vậy nó cũng rất là khó rớt. Đây, nhầm bạn á, nhầm bạn nói Khương cầm cái răng đây lại á, giữ cái thẻ là gì thì nó không rớt, thì Khương sẽ cầm ngoài góc này luôn nè, Khương sẽ làm cho coi thử. Đó, thì cô chú anh chị thấy nó không rớt mà, nhưng bóp ví của mình là mình đi ra ngoài đường không bao giờ mình làm cái này rồi, đúng không? Nhưng mà mình lỡ xui rủi mình móc mà có ngược đầu lại gì nó cũng không có rớt tiền nè, Khương vũ nè, không rớt, nó cũng rất là khó rớt. Đây, đây cái công dụng của nó rất là ok, rất là gọn, rất là nhỏ gọn. Thì mỗi một video như vậy là Khương sẽ test cho một mẫu cho cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị thấy cái mẫu nào ok, vừa túi tiền rồi mình thấy nó hợp lý với mình á, thì mình sẽ mua mình xài, ủng hộ, xem như là ủng hộ Khương. Thì Khương nói luôn, mẫu là có một như thế này, khi mỗi một video Khương đăng là một mẫu, nhưng mà nó có nhiều màu, nó có rất là nhiều màu. Ví dụ giờ cô chú anh chị muốn làm cái màu này, cái màu da này nè, cái tấm da này không để dưới này. Thí dụ cô chú anh chị muốn làm màu này thì con sẽ làm màu này cho cô chú anh chị. Còn muốn làm màu này thì con sẽ làm màu này. Hoặc là cô chú anh chị muốn làm cái màu này thì Khương sẽ làm. Nói chung là rất là nhiều loại da, rất là nhiều loại da. Thì Khương sẽ quay lên, đây là có nguyên đống da nè. Đó, nguyên đống da cô chú anh chị muốn làm cái da nào thì Khương sẽ làm da đó cho cô chú anh chị. Đó, chứ không phải là đặc biệt là trên đây là chỉ có một ví màu này. À, tại vì cũng có nhiều khách hàng hiểu nhầm. Thì khi mình đăng cái ví này nó ô tô không thích màu này, không phải như vậy. Ví dụ như cô chú anh chị mà không thích cái màu này thì mình sẽ làm cái màu khác. Còn nếu thích cái ví mẫu này luôn thì mình sẽ làm cái ví mẫu này, hoặc mình lấy cái ví này luôn để mình bán cho cô chú anh chị. Đó, thì kênh của Khương làm là để bán hàng, nhưng mà Khương sẽ biết lắng nghe những ý kiến của cô chú anh chị. Khi mà cô chú anh chị lên thấy cái mẫu này mà cô chú anh chị nó nhỏ hơn xíu nữa thì nó sẽ ok hơn, thì Khương sẽ lấy luôn cái mẫu nhỏ. Ví dụ như cô chú anh chị muốn lớn lớn lên thì Khương sẽ làm cái ví lớn, còn muốn nhỏ thì Khương làm cái ví nhỏ. Ví dụ cái ví nhỏ hơn thì Khương sẽ lấy cái test cái mẫu ví nhỏ hơn. Đây, nó có rất là nhiều mẫu mã, nhưng mỗi một video Khương sẽ làm một mẫu thôi nha cô chú anh chị. Đây, giống như cái mẫu này nó rất là nhỏ đó, cái mẫu này nó nhỏ, mà thẻ thì đựng ở ngoài. Thì cái mẫu này, cái video sau Khương sẽ làm cái mẫu này để hết cái công dụng của cái ví. Đây, như là cái mẫu này là cái thẻ nằm ngoài luôn nè. Cái thẻ nằm ngoài, đúng không? Khi mình đi rút thẻ thì mình chỉ cần mình lấy cái bóp ra, mình không cần phải đi lặt ở trong này nữa. Cái mẫu này thì khác, cái mẫu này chỉ cần ở đây mình đẩy lên thôi. Mình lấy. Rồi. Đó, như cái ví này cái mẫu nó sẽ nhỏ hơn. Đây, cái mẫu nó nhỏ hơn nữa này cô chú anh chị thấy không? Đây. Nó nhỏ hơn nữa. Đây, nó nhỏ hơn một khúc luôn nè, thấy không? Đó, cái bề dài thì nó kích cỡ với nhau, đựng giấy tờ thì bề dài thì nó giống nhau. Nhưng mà cái bề cao lên thì nó vắng hơn. Đó, thì giống như là cô chú muốn làm lớn hơn thì Khương sẽ làm lớn hơn. Ví dụ như cô chú anh chị muốn cái ví lớn hơn nữa. Đây. Thì Khương sẽ làm cái ví lớn hơn. Đây, cái ví này là nó sẽ lớn hơn cô chú anh chị thấy không? Nè, nó lớn hơn một khúc luôn. Ví này là mẫu truyền thống, mẫu ngày xưa. Đây, nó lớn hơn. Thì nếu mà cô chú anh chị nào đang xài những cái dòng thẻ giấy tờ mới, bằng lái xe mới, tất cả là giấy tờ mới và mình đựng tiền giống như thế này thì đã ok rồi. Ở trong đây có một ngăn kéo nữa để mình đựng đồ không bị rớt. Rồi, video của Khương làm đến đây cũng tạm thời Khương kết thúc video tại đây. Thì cô chú anh chị nào có mua hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại Khương có ghi ở trên màn hình. Rồi, bây giờ Khương Phạm kính chúc cô chú anh chị và các bạn vào một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và bây giờ Khương xin thân ái và chào tạm biệt, hẹn lại video tiếp theo. Và bây giờ bye bye.